Lẩu măng nhúng rau húng quế. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Có những buổi tối Nhi đi làm về rất là trễ, nhưng mà cũng thích nấu những cái món lẩu để quây quần ăn với gia đình. Hôm nay Nhi nấu món lẩu măng. Măng Nhi dùng là măng loại luộc sẵn rồi, Nhi thường mua ở siêu thị, trữ trong tủ lạnh á. Khi nào dùng thì Nhi xé bịch rồi rửa sơ, rồi Nhi cắt mỏng. Và hôm nay thì Nhi có thêm rau húng quế nữa. Thật ra món này á, là lẩu măng nhúng rau lá é nè. Nhưng mà lá é thì chỗ Nhi khó kiếm, cho nên là có rau gì Nhi dùng đó luôn. Bây giờ Nhi sẽ ướp cái phần măng trước, thêm vào là nấm rơm nữa nè. Cái này là chân nấm đông cô, và đây là dạng nấm đông lạnh á. Tiếp theo Nhi có một ít bơ rô nè, băm nhuyễn. Bây giờ Nhi nêm một xíu gia vị, hạt nêm chay với muối. Rồi mình trộn đều, xóc đều lên. Cái này không cần ướp lâu đâu, Nhi sẽ mang xào luôn. Cho một ít dầu ăn, Nhi có một trái cà chua, Nhi cắt muối nè. Rồi thêm cái tô măng với nấm mình ướp lúc nãy vào và mình xào cho nó săn lại. Và cái này Nhi xào khoảng là 5-10 phút á. Khi thấy nấm vàng xém, thơm ơi là thơm là Nhi cho cái phần nước chuẩn bị sẵn rồi. Tổng nước Nhi cho vào á là hơn 1 lít rưỡi á. Và mình nấu trong vòng khoảng là 20 phút để cho phần măng với nấm nè ra cái vị ngọt và thơm trong nước dùng. Và trong quá trình nấu á, nếu mà cả nhà thấy có bọt thì mình có thể vớt bớt sơ. Và gần chín thì mình nêm gia vị luôn. Như nêm ở đây là một ít nước mắm chay với xíu đường nữa thôi. Bởi vì lúc đầu mình có nêm muối với hạt nêm chay vào trong cái phần nhân nấm với măng á, cho nên là nước dùng cũng rất là đậm đà rồi. Tuy nhiên cả nhà cũng có thể nêm nếm một lần nữa theo khẩu vị của gia đình mình nha. Khi nào dùng lẩu á, cả nhà có thể thêm một ít ngò gai cắt khúc. Nhúng lẩu thì có rất là nhiều loại nhân khác nhau, như Nhi thì có một ít nấm tươi, đậu hũ nè, rồi chả chay nữa. Cả nhà có thể lựa chọn nha, các loại rau nhúng lẩu kèm theo. Còn như hôm nay thì Nhi có giới thiệu ngay lúc đầu là mình có sử dụng một ít rau húng quế. Nhi sẽ nhúng vào luôn. Mặc dù lẩu măng á, mình kết hợp với lại lá é nó sẽ ngon hơn rất là nhiều, nhưng mà với rau húng quế khi mà nhúng vào á, cái nồi nước dùng của mình cũng rất là thơm, cũng ngon lắm. Và lúc trước Nhi có quay video món lẩu măng, nhưng mà lẩu măng chua, có vị chua ngọt. Còn hôm nay là món lẩu măng rau húng quế, cái vị thanh hơn. Món lẩu măng này cũng ngon, cả nhà có thể xem để mình tham khảo nấu nhiều đa dạng nha.